với vẻ mặt xanh sao sau lớp khẩu trang, gói thuốc trên tay cô Lưu tổng cộng có 9 loại, trong đó có thuốc chống nôn và thuốc trị tiêu chảy. Trong người cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì vậy cô Lưu nghi ngờ là do tuần trước có tới ăn tại nhà hàng Polam Kopitiam tại trung tâm thương mại ở khu Sin Y, Đài Bắc. Theo cô Lưu kể lại rằng lúc tới đó nhà hàng nói rằng vì sắp chuyển địa điểm nên chỉ có khoảng 4 món có thể gọi. Khi ăn cô thấy thức ăn có vẻ hơi sống, cô không yên tâm lắm nhưng rồi cũng dáng ăn hết. Ăn xong trên đường đi xe lửa cao tốc về Đài Nam, cảm thấy bụng hơi ấm ách khó chịu. Vào chiều ngày 22 tháng 3, cô Liêu có gọi món phở xào trứng tại nhà hàng Polam Kopitiam và cảm thấy trứng còn rất sống. Đến 11 giờ tối ngày 26 tháng 3 đã lập tức báo cáo với hotline 1999. Tính đến buổi sáng nay, Cục Y tế thành phố Đài Bắc đã nhận được thông báo ít nhất có 14 người xuất hiện các triệu chứng khó chịu. Trong đó có hai người đã tử vong, 5 người đang được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt, một người nằm tại phòng bệnh thường và 6 người nghỉ ngơi tại nhà. Theo Giám đốc FDA Đài Loan bà Ngô Tú Mai cho biết, về thời gian xét nghiệm đối với vi sinh vật phải mất khoảng hơn 2 tuần, còn các loại chất khác cũng sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ nhanh nhất. Nếu có bất cứ kết quả xét nghiệm nào sẽ lập tức thông báo cho mọi người do mức độ nghiêm trọng của vụ việc thứ trưởng bộ y tế phúc lợi vương tất thắng các chuyên gia về lĩnh vực độc tố và sở kiểm soát bệnh tật đã lập tức vào cuộc hy vọng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân đích xác của vụ việc